Lại nữa, thưa đại sĩ, nếu đại Bồ Tát đối với sự tu hành làm các sự nghiệp phước đức thì biết đúng đắn là lìa sắc, lìa thọ, tưởng hành thức, biết đúng đắn là lìa nhãn xứ, lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, biết đúng đắn là lìa sắc xứ, lìa thanh hương vị xúc pháp xứ, biết đúng đắn là lìa nhãn giới, lìa sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, biết đúng đắn là lìa nhĩ giới, lìa thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra, biết đúng đắn là lìa tỷ giới, lìa hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra, biết đúng đắn là lìa thiệt giới, lìa vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, biết đúng đắn là lìa thân giới, lìa xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, biết đúng đắn là lìa ý giới, lìa pháp giới, lìa thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, biết đúng đắn là lìa địa giới, lìa thủy hỏa phong không thức giới, biết đúng đắn là lìa vô minh, lìa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, biết đúng đắn là lìa bố thí ba la mật đa, lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, biết đúng đắn là lìa pháp không nội, lìa pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, biết đúng đắn là lìa chân như, lìa pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, biết đúng đắn là lìa thánh đế khổ, lìa thánh đế tập diệt đạo, biết đúng đắn là lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, biết đúng đắn là lìa tám giải thoát, lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, biết đúng đắn là lìa bốn niệm trụ, lìa bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, biết đúng đắn là lìa pháp môn giải thoát không, lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, biết đúng đắn là lìa năm loại mắt, lìa sáu phép thần thông, biết đúng đắn là lìa mười lực Phật, lìa bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, biết đúng đắn là lìa pháp không quên mất, lìa tánh luôn luôn xả, biết đúng đắn là lìa trí nhất thiết, lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, biết đúng đắn là lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, biết đúng đắn là lìa hạnh đại Bồ Tát, biết đúng đắn là lìa quả vị giác ngộ cao tột của Phật. Đại Bồ Tát ấy, đối với việc tu hành, làm các sự nghiệp phước đức, biết đúng đắn như thế là có khả năng tùy hỷ đúng đắn hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thưa Đại Đức, nếu Đại Bồ Tát biết đúng đắn việc tu hành tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp phước đức, thì xa lìa tự tánh của việc tu hành tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp phước đức. Biết đúng đắn như lai ứng chánh đẳng giác, xa lìa tự tánh như lai ứng chánh đẳng giác, biết đúng đắn công đức của như lai ứng chánh đẳng giác, xa lìa tự tánh công đức của như lai ứng chánh đẳng giác, biết đúng đắn thanh văn độc giác Bồ Tát, xa lìa tự tánh thanh văn độc giác Bồ Tát, biết đúng đắn căn lành đã tu của thanh văn độc giác Bồ Tát, xa lìa tự tánh căn lành của thanh văn độc giác Bồ Tát, biết đúng đắn tâm Bồ Đề, xa lìa tự tánh tâm Bồ Đề, biết đúng đắn tâm hồi hướng, xa lìa tự tánh tâm hồi hướng, biết đúng đắn sự hồi hướng của quả vị giác ngộ cao tột, xa lìa tự tánh sự hồi hướng của quả vị giác ngộ cao tột, biết đúng đắn bát nhã ba la mật đa, xa lìa tự tánh bát nhã ba la mật đa, biết đúng đắn tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa, xa lìa tự tánh tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa, biết đúng đắn pháp không nội, xa lìa tự tánh pháp không nội, biết đúng đắn pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, xa lìa tự tánh pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, biết đúng đắn chân như, xa lìa tự tánh chân như, biết đúng đắn pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, xa lìa tự tánh pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, biết đúng đắn
thánh đế khổ, xa lìa tự tánh thánh đế khổ. Biết đúng đắn thánh đế tập diệt đạo, xa lìa tự tánh thánh đế tập diệt đạo. Biết đúng đắn bốn tịnh lự, xa lìa tự tánh bốn tịnh lự. Biết đúng đắn bốn vô lượng, bốn định vô sắc, xa lìa tự tánh bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Biết đúng đắn tám giải thoát, xa lìa tự tánh tám giải thoát. Biết đúng đắn tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, xa lìa tự tánh tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Biết đúng đắn là bốn niệm trụ, xa lìa tự tánh bốn niệm trụ. Biết đúng đắn bốn chánh đọa, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, xa lìa tự tánh bốn chánh đọa cho đến tám chi thánh đạo. Biết đúng đắn pháp môn giải thoát không, xa lìa tự tánh pháp môn giải thoát không. Biết đúng đắn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, xa lìa tự tánh pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Biết đúng đắn năm loại mắt, xa lìa tự tánh năm loại mắt. Biết đúng đắn sáu phép thần thông, xa lìa tự tánh sáu phép thần thông. Biết đúng đắn mười lực Phật, xa lìa tự tánh mười lực Phật. Biết đúng đắn bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, xa lìa tự tánh bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Biết đúng đắn pháp không quên mất, xa lìa tự tánh pháp không quên mất. Biết đúng đắn tánh luôn luôn xả, xa lìa tự tánh tánh luôn luôn xả. Biết đúng đắn trí nhất thiết, xa lìa tự tánh trí nhất thiết. Biết đúng đắn trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, xa lìa tự tánh trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Biết đúng đắn tất cả pháp môn Đà La Ni, xa lìa tự tánh tất cả pháp môn Đà La Ni. Biết đúng đắn tất cả pháp môn Tam Ma Địa, xa lìa tự tánh tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Biết đúng đắn hạnh đại Bồ Tát, xa lìa tự tánh hạnh đại Bồ Tát. Biết đúng đắn quả vị giác ngộ cao tột, xa lìa tự tánh chư quả vị giác ngộ cao tột của Phật. Đại Bồ Tát ấy tu hành ly tánh bát nhã ba la mật đa như thế thì có khả năng tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, thưa đại sĩ, chư đại Bồ Tát, đối với thiện căn công đức của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đã niết bàn và đệ tử, nếu muốn phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột thì nên khởi sự tùy hỷ hồi hướng thế này, nghĩa là nghĩ như thế này: như chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử đều đã diệt độ thì công đức thiện căn cũng lại như vậy. Tâm đã phát khởi sự tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ của ta và sự hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, tánh của nó cũng vậy. Sự tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột như thế là không có tưởng điên đảo, không có tâm điên đảo, không có kiến điên đảo. Nếu Đại Bồ Tát dùng thủ tướng làm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa đối với tất cả công đức thiện căn của Phật và đệ tử ấy, giữ lấy tướng tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì đó là chẳng phải thiện tùy hỷ hồi hướng. Dùng công đức thiện căn của chư Phật và đệ tử trong quá khứ, giữ lấy cảnh giới phi tướng, vô tướng. Đại Bồ Tát ấy dùng ý niệm thủ tướng mà phát khởi tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, nên chẳng phải là thiện tùy hỷ hồi hướng do nhân duyên này mà bị rơi vào tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Nếu Đại Bồ Tát chẳng dùng thủ tướng làm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa đối với tất cả công đức thiện căn của Phật và đệ tử ấy, lìa tướng tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, vì vậy nên gọi là thiện tùy hỷ hồi hướng. Do nhân duyên này, Đại Bồ Tát ấy tùy hỷ hồi hướng lìa tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. Lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Di Lặc hỏi cụ thọ Thiện Hiện: thưa Đại Đức, vì sao Đại Bồ Tát đối với công đức thiện căn của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và chúng đệ tử tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp phước đức đều chẳng thủ tướng mà có khả năng tùy hỷ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột? Cụ thọ Thiện Hiện đáp: thưa đại sĩ, nên biết trong sự học bát nhã ba la mật đa của Đại Bồ Tát có những phương tiện thiện xảo như thế, tuy chẳng thủ tướng mà thành tựu được, chẳng phải lìa bát nhã ba la mật đa mà có khả năng phát khởi tùy hỷ cùng làm các sự nghiệp phước đức hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Đại Bồ Tát Di Lặc nói: thưa Đại Đức Thiện Hiện, chớ nói như vậy. Vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật đa thậm thâm, tất cả công đức thiện căn của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và chúng đệ tử đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được,